lại. Có lỗi hay hơn xưa. Sao cái giày bẩn thế mà anh cho lên người được vậy? Mà nhá, anh cứ ngồi chơi game xong anh bắt anh vào nhà ấy. Ừ, thế anh lại nói cho hạt tiêu biết nhá. Trong cả cái thành phố này, anh bảo chỉ được mỗi mày thôi. Vì sao? Vì mày em gái của anh. Chẳng lẽ anh không bỏ em gái của anh bỏ hàng xóm sang giúp à? Anh suốt ngày bắt nạt em ấy. Tí nữa em sẽ sang nhà tiến sĩ và tiến sĩ chế tạo cho em một con robot nó lau nhà cho em. Em không phải lau nữa. Ừ, lau nhà cho anh nữa. Ủa thế á? Thế cho anh sang với. Lần này người có cái mưu hèn kế bẩn gì không? Hay lại võ mồm đây? Mấy lần trước xuống tôi toàn bị chúng có đánh cho chạy mất dép. Và với bạn, võ mồm là võ mồm thế nào? Lần này ta phải bắt cóc tiến sĩ rồi bắt hắn chế tạo cho ta vũ khí để tiêu diệt Trung Chuối với Hà Tiêu. À, công nhận cái mưu này của chủ nhân hèn thật. Tiêu từ từ đợi anh với. Em đi sang nhà tiến sĩ, anh đi theo làm gì? Ờ, anh đi theo á? Là cái gì? Việc của anh. Đi đi. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Cô Sở Liên, tại sao con người lại đến được đây? Tiến sĩ đâu nhỉ? Tiến sĩ có được rồi. Mình tính. Anh Trung, anh làm gì đây? Ngay chuyện thật đấy. Nhưng chuyện tiến sĩ không ở đây, anh mất máy tiến sĩ. Và chỉ kìm máy tiến sĩ sẽ nằm. Anh Trung, anh không tự tiện đụng vào người khác như thế chứ? Ô, hai con bé này, tiến sĩ là người quen chứ không phải người lạ đâu. Cô giáo viên, thả nó ra. Muốn thả ngươi cũng được thôi, nhưng mà ngươi phải chế tạo cho ta có một vũ khí có sức công phá rất mạnh để ta tiêu diệt Trung Chuối và Hà Tiêu. Chế tạo vũ khí để tiêu diệt Trung Chuối Hà Tiêu á? Đừng có mơ. Ngươi vẫn còn ngoan cố à? Sao? Ngươi chế tạo không? Ta nói cho ngươi biết, ở thành phố này ta được mệnh danh là vua lì đòn. Lì được không? Chế tạo không được. Thế anh chị muốn chế tạo loại vũ khí gì ạ? Biết điều sớm, có phải đỡ ăn đòn không? Vũ khí gì cũng được, chỉ cần vũ khí đấy có sức mạnh rất lớn để tiêu diệt Trung Chuối và Hà Tiêu. Nhưng ngươi nhớ phải chế tạo cho cẩn thận. Vâng. Anh Trung, anh đừng nghịch nữa. Đây, toàn những đồn đầu bé này. Hà Tiêu ơi, cái này như là có bom đúng không? Sao anh rút nó ra? Ta nổ đấy. Ai ơi mà. Sao anh bị nổ như thế mà em vẫn còn cười được à? Nhưng mà Tiêu ơi, rác bạc năm. Mà này, sao nổ vậy mà tiến sĩ không chạy lên nhỉ? Anh nói em cũng để ý đấy. Bình thường á, tiến sĩ không bao giờ rời cái bàn làm việc này. Mà hôm nay đi đâu lâu thế? Tiến sĩ đâu không biết. Ây ôi, Tiêu ơi, anh rác năm. Hay là em kiếm cái bông y tế để cho anh cái mặt cái tát quá. Đây không phải nhà mình đâu mà em biết. Sao? Ừ. Ừ này, con bé này, chia cái cao một cái gì?
Như này nhá, tiến sĩ sẽ để cam ở góc nhà, chúng ta cứ check cam và biết đồ tiến sĩ sẽ để ở đâu. Tiêu ơi, nhìn tiến sĩ nó cao sao ấy? Đúng rồi, đây là đệ tử của cô giáo Hiền mà. Nhanh. Làm thế nào để liên lạc với chúng chú Hà Tiêu đây? Chị Đặng nhanh lên. Ừ, tao biết rồi. Hà Tiêu ơi, cứ tìm như thế này, làm sao tìm được tiến sĩ? Hà Tiêu ơi, tiến sĩ kịp vị trí cho chúng ta. Đi mau đi. Này, ngươi đang làm cái gì vậy? Không, 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 ta không làm gì cả. Ta chế xong cho ngươi rồi đây. Mang vào đây cho ta. Mở nhau vào. Ờ, gì thế nhỉ? Anh có đến nơi chưa? Đây, Thầy Thiêu, đến vị trí rồi. Đi mau, không được kìa nữa. Là cái gì? Hà Tiêu, không được. Sao anh lại cản em? Tiến sĩ đang ở trên kia gặp nguy hiểm cái kìa. Không được, em mà lao đi như thế, cả em và tiến sĩ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Vậy bây giờ làm sao? Chả lẽ chúng ta cứ đứng đây nhìn tiến sĩ bị như thế à? Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có cách. À đúng rồi, anh có cách này. Chú Nhân này, bây giờ chúng ta có vũ khí rồi, đi tiêu diệt của chúng thôi. Không cần tốn sức như vậy. Chúng ta đã bắt tên tiến sĩ thì kiểu gì hai đứa kia cũng mò đến đây thôi. Chủ nhân, quá là anh minh ạ. Vậy thì để bọn em đi Michael. Được, đi đi. Đi thôi mày. Nó sẽ phát ra hàng nghìn tên lửa điện. Tiến sĩ chờ nó cho ta đấy. Tiến sĩ, tại sao bác lại chế tạo vũ khí như mà bác? Ta bị đeo. Tiến sĩ thật là thật tiêu. Ta sẽ cho ngươi về chầu riêng vượng. Ngươi
ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Tiêu, nó cứ kêu điện ngươi, ta sẽ làm bá chủ thế giới này. Bà sẽ không bao giờ làm được việc ích đâu. Ngươi nói thật chứ, nhưng mà ta không sợ đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biến khỏi thế giới này, sẽ không ai cản được ta nữa. Thật chứ? Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Đấy em không biết gì rồi. Diễn viên chính ý, người ta thường xuất hiện một vài giây cuối cùng. Ô hay, hai cái đứa bé này còn đứng đấy mà cười à? Cởi trói cho ta với. Tí cười tiến sĩ. Nhanh lên. Nhà tiến sĩ ám tỏi những đồ công nghệ hay. Nó chỉ để bắt cóc vậy. Gì vậy? Ô, nói tí tiến sĩ để dùng. Gì vậy? Chuối, hạt tiêu, ta sẽ quay trở lại.